Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh podcast John and Partner Operational Excellence. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những bài học, những công cụ, những kinh nghiệm đến từ những vị chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn tại Việt Nam. Thông qua việc chia sẻ này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những bài học bổ ích cũng như những góc nhìn mới giúp chúng ta có thể phát huy tốt nhất trong công việc của mình. Đừng quên nhấn nút following và comment bên dưới những thông tin quý vị mong muốn và những chủ đề anh chị muốn lắng nghe. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với JP Talk. Thì ngày hôm nay Minh có một cái câu chuyện cũng rất là hay, là hiện tại có rất nhiều cái anh chị tham gia viết sách, viết báo, và đây cũng là một cái nơi giúp cho mọi người thấy được cái khả năng cũng như là cái năng lực của một cái chuyên môn của một cái vị nào đó trong cái công việc hàng ngày. Thì về sách, về bài báo thì Minh cũng có người bạn, và người bạn này chắc quý vị khán giả đều đoán được á, là anh tiến sĩ Ngô Công Trường, là giám đốc chuyên môn công ty cổ phần tư vấn và giáo dục John & Partner. Thì hôm nay mình cũng sẽ nhờ anh chia sẻ về cái kinh nghiệm cũng như là những cái bí quyết hoặc là những cái gì đó giúp cho anh trở thành một tác giả rất là hot trên thị trường hiện nay. Rồi quý vị đợi một phút, mình đang connect với anh Trường. Alo anh Trường ơi. Alo. Dạ rồi. Chào anh, mình nghe rõ không ạ? Nghe rõ anh, khỏe không anh? Dạ cũng tạm tạm anh Minh. Giờ cái đợt này mà anh em mình có thời gian nhiều hơn, mới vừa chiến đấu xong ngày hôm nay. Dạ lý do gọi hôm nay thì nãy có chia sẻ với khán giả rồi, thì nói lại với anh, tại vì tình cờ sáng nay ở nhà lục lại tủ sách thì lấy cuốn sách đầu tiên anh tặng Minh là cuốn Smart Up á. Thì rất nhiều kỷ niệm ùa về. Thì thật ra cái cuốn đầu tiên là cuốn Smart Up, là khởi nghiệp thông minh của anh á, nhưng mà không phải đâu, tại vì mình còn nhớ năm 2014-15 á, anh em mình ngồi ở quán bún ở đường ngay chỗ Hòn Rùa đó, lúc đó anh có nhà xuất bản xây hơi nước ngoài đó, anh có mời mình viết một hai chương, không biết anh nhớ không ta, vụ đó nhớ không ta? nhớ mình bây giờ vẫn còn dự án đó, vẫn còn dự án là xuất bản sách ra nước ngoài cho cộng đồng ở Singapore, ở châu Âu với Mỹ đọc, là sách tác giả người Việt với viết bằng tiếng Anh cho cộng đồng người nước ngoài để nhằm để xuất khẩu cái tri thức người Việt ra. Thì cái đó vẫn còn anh Minh ạ. Minh còn giữ cái outline anh gửi mà, cho đó thứ nhất là hôm nay cũng có lỗi, tại vì anh mời mình viết sách. Thì thật ra thì mình rất là ngưỡng mộ anh, tại vì anh là dân chuyên toán mà anh biết văn, mình thấy cũng có gì đó nó hơi sai sai, mà sao ông này càng viết càng hay, bén quá, trong khi mình dân chuyên Anh khối xã hội biết ẻ quá. Thì như vậy đầu tiên là cho Minh hỏi về cái góc độ cá nhân anh, khi mà anh bắt đầu bắt tay anh viết những cái sách đầu tiên đó, thì cái động cơ nào thôi thúc anh, hay là có gì đó bắt anh viết sách không anh Trường? Rồi cảm ơn Minh, thực ra là anh hỏi đúng cái nỗi đau của mình luôn. Tức là hồi xưa giờ thì 12 năm học là mình là dân chuyên toán, và sau này là học về đại học thì học về kỹ thuật, môn mà mình ghét học nhất hồi xưa đến giờ đó chính là môn văn. Môn viết văn là cũng rất ghét luôn, và đó đi thi là sợ nhất là môn văn. Rồi cuối cùng là ghét cô nào trời trao cô ấy, là bây giờ làm đúng cái nghề là đi viết văn. Thì cái động cơ mà viết sách á thì tính là như thế này. Đầu tiên á thì mình nhận thấy cái việc là có những cái nội dung mình phải trả lời đi trả lời lại rất nhiều lần, và có những nội dung nó lặp đi lặp lại nhiều lần mà nó nằm trong đầu của mình. Thì cứ mỗi lần gặp một người hay là một đối tượng nào đó, một đối tác nào đó, khách hàng nào đó, mình đã chia sẻ lại kiến thức này cho người ta, thì mình thấy à như vậy thì mình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì nó thay vì vậy mình viết một quyển sách đi, thì thay vì vậy thì có bất kỳ ai có câu hỏi nào họ đọc quyển sách họ sẽ tự trả lời được, và nó sẽ được luân truyền nhiều thứ. Và cái lý do đầu tiên là như vậy. Và lý do số 2 mình thấy là à như vậy quyển sách nó cũng có cái hay là nó sẽ thay cho cái name card của mình, và nó giải thích được là à như vậy thay vì mình đưa cái card visit, cái business card, thì nó sẽ là người ta biết mình là làm ở đâu, làm như thế nào. Thì thay vì vậy mình đưa một quyển sách, thì lúc đó quyển sách nó sẽ đại diện cho cái card visit của mình. Và cái số 3 mình thấy là khi mình viết sách á, mình có một cái dự phòng rủi ro, tại vì mình cũng làm về quản trị rủi ro. Mình thấy rằng á, là à lỡ sau này mà mình gặp vấn đề về gì về sức khỏe, lỡ mình không nói được, mình không chia sẻ được thì sao, thì ít nhất là mình cũng để làm một quyển sách để cho đời, hay là người ta cũng có thể tìm được mình qua quyển sách. Và sau đó thì những cái ý tưởng ban đầu như vậy nó thu hút cho mình viết quyển sách đầu tiên là quyển Smart Up. Thì sau khi quyển Smart Up mà được cộng đồng đón nhận cũng được hơn 10.000 bản, là cũng tái bản đi rất là nhiều lần. Thì sau đó mình thấy à như vậy mình làm việc này cũng không tệ lắm. Thì mình làm một quyển số 2 là quyển Kiến Giết Voi. Thì qua quyển Kiến Giết Voi thì cái có lý do cao cả hơn, tức là mình làm sách hóa tài liệu đào tạo. Thì thay vì mình in tài liệu ra mình phát cho học viên, thì mình phát cho học viên sách mình học. Thì sau đó mình đi ở những cái quốc gia phát triển, đặc biệt khi mình tới đại học Harvard á, thì mình thấy trường đại học Harvard người ta làm cách này từ lâu rồi. Thành ra anh thấy trên thị trường Harvard có rất nhiều sách, và cứ mỗi môn học của một giáo sư của trường đại học Harvard họ phát quyển sách đọc và xong. Thì đó là những cái lý do đầu tiên, đó là cơ bản, đó là basic chia sẻ với anh Minh với lại quý vị khán giả đang nghe đài.
Anh hơi khiêm tốn, anh nói cho em Park, thật ra cái mùa này mình thấy anh là một trong những cái tác giả mà viết báo hơi bị xịn đó nha, lên The Leader rồi Cà Phê Beat, Cà Phê F, còn thời báo Sài Gòn là anh thấy mình thấy chắc lúc nào cũng có anh trên đó đầy đủ chứ, từ báo giấy tới báo mạng luôn. Quá dữ. À, cảm ơn mình đã theo dõi những tờ Dạ, hot rất là thích, tại vì cái văn phong anh viết á, thứ nhất là nó rõ, thứ hai là nó đều có giải pháp hết á, anh nêu vấn đề để anh đều có giải pháp, đó là cái rất là thích, nên là nghe xong đọc xong mình đều có cách để mình làm. Thì mình nói tới đây thôi, chứ anh biết là cuốn thứ ba anh em mình là cuốn Soft Journey đúng không? Anh lôi mình vô dự án này. tức là cái cuốn đó là có sự đồng hành của anh Minh với lại một số anh em chuyên gia ở Journey Partners. Cuốn đó là cuốn mình rất là thích, tại vì đạt được cái mục tiêu mình đặt từ đầu là các tác giả ngồi lại với nhau và viết với nhau cùng một quyển sách, thì đó là một trong những quyển sách rất là kỷ niệm và tâm đắc của mình. Mình không biết kỷ niệm hay không mà ba bốn anh em mà viết sách mà hầu như chưa ngồi chung nhau bữa nào hết Bởi vậy đó mới là giải pháp về công nghệ đúng không? đúng rồi. Thì thật ra đến đoạn này khi mà viết cái quyển thứ ba chung với anh á, thì thật ra anh lead dự án đó rất là tốt, tại vì anh hướng dẫn anh em cũng toàn là đầu tay không à, anh em rối băng lắm, nghĩa là không biết viết làm sao rồi một lục sao, thì anh sharing kinh nghiệm của anh là tự tin, tự tin hơn. Cái thứ hai đó là khi mà viết danh xong á, thì mình nghĩ là tưởng khó mà không khó. Ngày xưa lúc mà trước khi gặp anh mà viết cuối quyển thứ ba đó, thì trong đầu mình nghĩ là chắc mình phải bắt đầu mình làm bản thảo nha, rồi mình đi mời nhà xuất bản nha, rồi mình đợi họ đánh giá nha, họ say yes rồi mình viết tiếp. Thì trong đầu cái rào cản đó là cái mình rất là sợ, sợ bị rời xuất bản. Thì khi gặp anh á, thì anh kêu là thôi bây giờ cứ viết những chương hoặc là một lục á, thì mình sẽ tìm cách để mình gặp nhà xuất bản để mình trình bày. Cách đó mình thấy rất là hiệu quả vì đúng cái mục tiêu của cái độc giả anh Trình. Thì cái việc anh nói cái việc review kiến thức rồi sách hóa tài liệu, đây là những cái mà mình rất là thích, rất là tâm đắc. Thì nãy anh nói là các chuyên gia của John Partners mình á, hiện tại là cũng đang có cái xu hướng, cái lộ trình là mình đang tập trung mình viết sách đúng không anh? Mình nghe nói anh có khoảng sắp tới có 5 6 quyển gì xuất bản, chuẩn bị xuất bản hoặc là đang trong bản thảo, hoàn thiện bản thảo đúng không anh Trường? Dạ đúng rồi, tức là cái ý đầu tiên là cái này là thực ra đã làm rồi, ví dụ như anh Minh nè, rồi những tác giả khác, ví dụ như anh Ngô Minh Hải, anh Quân, thì sắp tới sẽ có những chuyên gia khác sẽ tiếp tục viết sách để chia sẻ với cộng đồng thêm những cái mục tiêu như mình nói lúc nãy. Thứ hai là năm này mình cũng có những cái bản thảo để sẵn mà nó sẽ xuất bản theo lộ trình của bên phía Journal Partners, thì nó sẽ giải quyết được những cái mục tiêu là về sách hóa tài liệu đào tạo hay chia sẻ kiến thức với cộng đồng hay là lưu trữ thành những cái bộ sách.